Em xin chào các bác đam mê với thích hoa lan nhé. Trong video lần này thì em có một số phần lan chia sẻ cho các bác mua về làm giống che hoa nhé. Thì em vẫn có một ít hàng kiếm bích thủy nhé các bác nhé. Hạc đỉnh vàng, hải dâu, hải giáp, hải cookie, combo 3 loại hải đấy. Thì các bác đặt hàng với em theo số liên hệ là 086 882 5909 nhé. Các bác có thể gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng nhé các bác nhé. 086 882 5909 ạ. Thì em đi vào cái lan đầu tiên, đó chính là lan kiếm bích thủy cho các bác nhá. Cứ bị nhầm lẫn giữa các loại kiếm bích ngọc với hồng hoàng, nhưng mà đây là dòng bích thủy. Dòng bích thủy thì hoa ở đây, như video trước thì em đã cho các bác xem hoa rồi đấy. Hoa chính gốc là nở tại vườn nhà em nhá. Đây. Đây các bác ạ. Hoa nó mọc một cần thẳng đứng, thẳng lên trời nhá. Trồng lên trời giống như cái kiểu mặc xuân ấy ạ. Đấy, nhưng mà hoa nó to hơn nhá. Và là hoa nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Đây là cái màu vàng bích ngọc nhé. Có những cái màu lâu đỏ, rồi là màu ngọc bích, màu xanh, màu vàng tuyền đấy, khác đấy. Đây chính là cái cây bích thủy mà em trồng đây. Đây ạ, các bác xem cụ thể hoa rất là sai hoa các bác nhé. Trước cái cây đấy là em mới trồng thôi mà đã ra được vòi hoa rồi đấy. Cây bích thủy nó cũng khỏe mà. Và rất là nhiều loài hoa, rất là nhiều mặt hoa. Và trồng trong lam ngoài bắc đều trồng được các bác nhé. Cái lan này nó khỏe mà, nó thuộc dòng kiếm lá mềm. Các bác trồng tiên vũ hoặc là lộ như thế nào thì trồng cái bích thủy này cũng như thế nhá. Đây các bác xem này, cái củ nó rất là to này, khỏe này, dễ rất tươi nhá. Em mới cái lô này nó mới về, đó về lô hôm qua, nó cũng tương đương thôi các bạn. Mỗi hình thì em chia đều là giá là 200k các bác nhá. Hình số 1 là 200k này. Đấy. Một rè như này là các bác trồng một chậu lớn này. Đấy. Và bắt đầu là mùa ra mầm rồi. Mùa ra mầm và cũng chuẩn bị là ra hoa nhá. Em nhớ là cái hoa của bích thủy ở năm ngoái em trồng nó ra hoa vào khoảng đầu hè đấy các bác ạ. Đấy. Đây là các bác mua bây giờ trồng là cũng hợp lý này. Đấy. Hình số 1 này 200k này. Hình số 2 cũng là 200k nhá các bác nhá. Đây. Hình số 2 cũng là 200k. Đấy. Về cây nhỏ thì các bác luyện thêm cho nó to, trồng một chậu nhỏ xinh. Còn cây to thì khủng như này thì các bác trồng cây to này đây. Các bác xem này, lá dài cả mét luôn này, to đùng đấy. Về các bác trồng chăm này, cần hoa nó còn dài nữa. Cần hoa trước của em là nó dài khoảng 25cm đấy các bác ạ. Đây. Hình số 2 này 200.000 nhá. Hình số 3 cũng là 200.000 nhá các bác nhá. Đây ạ. Mùa này ra mầm rồi, về các bác trồng tưới tắm đều đặn là thôi, ra rễ luôn ạ. Ta dễ luôn là trồng là sống thôi, đơn giản mà. Cái cây này nó khỏe lắm. Đây này, củ này nó rất là khỏe và gần như nó không bị thối hết gì đâu. Hoa nó cũng đẹp nữa. Mà không phải cái giống này ai cũng chia sẻ các bác nhé. Em thấy rất là ít những shop lan khác chia sẻ cái dòng kiếm bích thủy này. Hình số 3 là 200.000 này đấy. Trước có một số người bán nhưng mà cũng chỉ 1-2 video là hết hàng thôi. Hình số 4 này 200k này. Thì em lại lấy được cái đơn hàng này rất là hay. Đây, củ đây các bác này, cây nhỏ nhưng củ to này. Cái bích thủy này nó bên dưới của nó nhá. Cái dưới cái cuống lá của nó này, cái dưới củ của nó là nó màu tía tía cam cam như này nhá các bác nhá. Đấy. Lá nó mềm nhá các bác nhá. Nó mềm nhưng không mềm oặt đâu. Đấy. Không mềm oặt đâu. Hình số 4 200k. Hình số 5 cũng 200k nhá các bác nhá. Đây. Đây là một rễ nguyên bản luôn, một rễ nguyên luôn nhá. Đây rễ, những rễ con nó còn ra này các bác này. Đấy. Nó cũng tương đương nhau hết thôi. Đây 200k như nhau cả. Có mỗi 5 hình thôi các bác ạ. Nhanh tay số điện thoại chốt nhá. Hình số 6 thì em lại có cái lan hạc đỉnh vàng cũng mới về. Hạc đỉnh vàng thì em chia cho mỗi hình là có một vòi hoa cho các bác chơi này. Các bác yên tâm là những cái vòi mà hoa mà nó xước nó đen đen như này thì cũng không ảnh hưởng đâu nhá. Nó vẫn ra hoa đấy. Đây này. Như thế này nó vẫn ra hoa nhá các bác nhá. Đảm bảo cho các bác luôn. Đây, đây nữa. À, đây là những cái củ bình thường thì em để tối thiểu là một vòi hoa to cho các bác chơi này. Hạc đỉnh vàng ấy, lá nó còn chấm vàng vàng như này nữa này. Một hình như này giá là 150.000 nha các bác nhá. Củ to đấy nhá, không phải củ nhỏ đâu. Đây này, các bác xem cái ngón tay của em này, to không phải củ nhỏ đâu nhá. Thì quay cho các bác củ nhỏ xem. Hình số 6 150.000, hình số 7 cũng thế nhá, 150.000 nha các bác nhá. Căn bản giá nó cao là vì cái mùa này đang mùa hoa mà. Đây, đây là hoa này các bác này. Đang mùa hoa nên là dân người ta cũng bán nó cao hơn một chút thì các bác cũng chịu khó là sưu tầm thôi các bạn. Chi thêm một chút nữa là được các bạn. Đây,
cũng to, hình số 7 150.000, tùy từng thời điểm thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đây là hình số 8 này, 150.000, giá rẻ thì em bán rẻ, mà em nhập cao thì em giá bán hơi cao một chút, nói chung là cũng song sánh nhau thôi các bác ạ. Đây hồng hoa đây, về chơi hoa luôn nhé các bác nhé. Trồng hạc đỉnh thì rất là dễ thôi, các bác trồng đất mùn tơi xốp được, hoặc là phức tạp hơn thì trồng những cái loại giá thể trộn ấy, vỏ lạc phun đá phân gì đấy. Hình số 8 150.000, hình số 9 là 150.000 nhá. Đây cũng rất to đây, các bác xem hồng hoa gãy này, lại tiếp tục ra hồng hoa tiếp này. Đây đây, đây lá nó chấm chấm như này, về chơi lá luôn nha các bác nhá, cái bộ lá nó khá là đẹp đấy. Cái giống hạc đỉnh vàng này lại không giống như hạc đỉnh lâu thân nó mềm hơn cơ, củ nó mềm hơn cơ, mà củ nó tròn hơn đấy. Còn hạc đỉnh vàng nó to như này này, có rất là nhiều hạc đỉnh các bác, có loại hạc đỉnh thì không có củ đâu. Hình số 9 là 150.000, hình số 10 cũng là 150.000 nhá các bác nhá. Đấy các bác xem này, đấy 150.000. Hình số 11 là hai cookie nhá. Hai cookie thì em xếp thành các hình đều nhau như này, giá mỗi đơn chỉ có 50.000 thôi. Cho các bác mua về sưu tầm cho đủ các loại hạt. Cái con này cái to là em cũng xếp đều nhau hết nhá các bác nhá. Đấy. Xanh tươi. Cây này nó to hơn cái cây hài Helen một chút. Đấy, to hơn nhiều, hài Helen bé nhất. Hình số 11 50.000. Hình số 12 cũng 50.000 nhá. Hình số 12 cũng 50.000, hai cookie. Đấy. Rất là nhiều, thoải mái trồng luôn. Hình số 13 cũng 50.000 nhá. Đây, các bác nhìn kỹ cho em nhá. Hình số 13. Thực ra các hình nó tương đương nhau hết thôi mà. 50.000. Bán hài chỉ có 50.000 thôi. Hình số 14. Em hài giáp nhá. Hài giáp cũng 50.000. Mưa nó hơi ướt một chút. Hôm qua để thế mà vẫn chưa khô. Em sẽ quạt cho, nếu mà các bác nào mua thì em sẽ quạt cho nó khô ráo xong rồi em mới gửi hàng đi nhá. Đây. Được cái nó rất là tươi. Lá cứng cáp, xanh tươi luôn. Đấy. Ngoài Bắc như này đang mưa các bác. Mưa xuân, mưa phùn suốt ngày, ẩm thấp, cây sinh trưởng phát triển rất là tốt. Hình số 14 50.000. Hình số 15 cũng là 50.000 nhé các bác nhé, 50.000 thôi. Đấy các bác xem, rất là xanh. Cái này các bác có đá thấm thủy trồng được thì tốt, không thì các bác có thể trồng bằng vỏ thông, dẫn vụn, hoặc là các loại giá thể khác, đá bọt các thứ này cũng trồng được. Nói chung các bác phải giữ ẩm thật tốt nhá, để nó khô thì hài không chịu được khô đâu, ẩm nó chịu được nhưng nó khô không chịu được. Đây là những cây này rất đẹp này, có thể trồng nguyên một chậu được, một cây này to như này này, vài cái rễ này là ok lắm rồi. Các bác xem to chưa, rất đẹp. Hình số 15 50.000. Còn bác nào mà có nhu cầu về đá thấm thủy thì có thể liên hệ em để đặt hàng nhé. Đá thấm thủy thì em bán 10 cân với giá 200.000 bao ship toàn quốc nhé. Đấy, bác nào thích đá thấm thủy thì trồng bằng đá thấm thủy. Đặc điểm với đá thấm thủy là nó mát, mà đan hài ngoài tự nhiên thì nó cũng mọc ở đá thấm thủy rất là nhiều. Đây ạ. Đấy, hình này 50.000 thôi, hài giáp. Đấy, các bác xem. Lá đẹp, xanh tươi. Hình 16 50.000. Hình 17 là hài dâu nhá, cũng 50.000. Đây. Khá là nhiều cho các bác về chơi. Như này trồng một chậu sinh rồi, một cây một chậu mà đầy luôn, đầy vườn, chặt vườn luôn. Các bác nào vườn rộng trồng hài rất là hay. Hình số 17 50.000. Hình số 18 cũng là 50.000 nha các bác nhá. Đây. Khá là nhiều. Thoải mái cho các bác trồng. Hình số 19 em xin đi nhanh cũng là 50.000 nhá. Đây. Nhà kia lỗi nhạc lên rồi này, em xin đi nhanh không là thu âm vào là hỏng. 19 là 50.000 nha các bác nhá. Các bác mua gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.